Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 555 học Xin xem Phẩm Thế chủ Diệu nghiêm Một tiểu đoạn Kinh văn cuối cùng Như Ư thử qua tạng Thế giới hải Thập phương tận Pháp giới hư không giới Nhất thiết thế giới hải trung Tất diệt như thị Đoạn kinh văn này Là kết Qua tạng ngoại ở phần đầu kế qua tạng nội một tiểu đoạn cuối cùng nói nghe pháp được ít bảy loại lợi ích loại cuối cùng nói là tu cực chúng ta đặc biệt nhấn mạnh ân đức của Phật trí đức của Phật đoạn đức của Phật cũng tức là trong kinh này đã nói là đại bi đại trí tự tại. Tự tại là đoạn đức. Nếu quý vị không thể đem tập khi phiền não đoạn sạch ráo, quý vị tự tại ở đâu ra? Cho nên chúng ta nếu muốn được đại tự tại, giống như Chúng ta ngày ngày niệm tâm kinh quán tự tại Bồ Tát. Quán thí âm Bồ Tát cũng xưng quán tự tại Bồ Tát. Đó là một vị đắc đại tự tại. Chúng ta biết bao nhiêu năm nay tổng kết nguyên tắc tu hành mà Phật Đà chỉ dạy chúng ta nhìn thấu buông xuống tự tại. Nếu không thể nhìn thấu thì quý vị không thể buông xuống. Nếu bạn có mảy may không buông xuống thì bạn không thể được đại tự tại. đồng tu tu học, có người nào không muốn được đại tự tại? Đại tự tại vì sao không đạt được? Chưa buông xuống. Về chuyện này nói thực tại thì buông xuống một phần thì được một phần tự tại. Buông xuống hai phần thì được hai phần tự tại, tiểu tự tại. Thế xuất thế Pháp Thế giới thân tâm Đều buông xuống hết thảy Trong lòng một mảy may Đều không chấp trước Đều không phân biệt Ngay cả ấn tượng cũng không có Vậy điều quý vị được Chính là sự tự tại cứu cánh viên mãn Tự tại đến tột đỉnh Cực kia có nghĩa là đại viên mãn vì thế chúng ta nếu muốn tự tại trong đời sống người thời nay nói là tự do tự tại tự do tự tại là quả báo nhân của nó là nhìn thấu buồn xuống chúng ta biết tu nhân Trí là nhìn thấu, không có trí tuệ không được. Trí đến từ đâu, không thể không biết. Trời đoạn đức là buồn xuống ân đức chính là tùy duyên tùy duyên lợi ích tất cả chúng sanh vì tất cả chúng sanh tạo phước ba loại đại đức viên mãn của như lai chúng ta ngày nay ở trong nhân địa phải biết tu học đoạn kinh văn cuối cùng là nói lấy hoa tạng làm ví dụ Tận hư không pháp giới Vô lượng vô biên Số di trần quốc độ chư Phật Cá thử thử hội Như Pháp hội Hoa Nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Gia Na Rất nhiều, rất nhiều Không phải một xứ hoa tạng Mà trọn khắp hư không Pháp giới Như vậy là viên mãn Một đại Pháp giới hội Mới là nói sự vô tận của Hoa Nghiêm phẩm kinh ở trên tổng cộng có năm quyển kinh văn thanh lương đại sư đem nó chia thành mười đại đoạn tóm lại mà nói là giáo khởi nhân duyên phần Đền phẩm kinh chỗ này Kinh Giang nói là viên mạng Thí chủ diệu nghiêm phẩm Bản mà chúng tôi áp dụng là sứ luận toản yếu lý trưởng giả ở cuối là một kết luận cho chúng ta kết luận này mặc dù nói kể từ đoạn kinh văn cuối cùng này Tổng nhĩ thời qua tạng trang nghiêm thế giới hải Lương đến Điều đã vừa mới nói Thuyết minh Thiên địa trân tường Đại địa đều cảm động thí chủ hưng cúng trưởng kể. giả tổng kết trong đó có bảy ý nghĩa bảy ý nghĩa này phần đầu đều từng nói qua Nếu một lần sơ lược là được rồi. Thứ nhất là đem danh xưng của thế giới qua tạng nói ra. Nhân do chấn động là thần lực của Như Lai trong thần lực đặc biệt là thuyết pháp giảng kinh thuyết pháp phạm vi của chấn động là tận hư không biện pháp giới chứ không chỉ là thế giới qua tạng Tiếp theo thuyết minh Thế chủ vô lượng vô biên Phạm là thế chủ Đều có trí tuệ Có phước báo Hơn người bình thường Nếu họ không có phước trí Thì họ không thể làm thế chủ Cho dù là Thí chủ trong ác thú Cũng đều có thông minh Đều có phước báo Hướng gì Trong đông đạo thí chủ Quả thật Có Chư Phật Như Lai Pháp thân Bồ Tát đó. Duyên giác và A-la-hán Thị hiện ở trong đó Đấy. Ê, chính là nhân duyên Đấy. Tu học Phật Pháp Của loại chúng sanh kia Thành thuộc Cảm Đấy. động Phật Bồ Tát Ứng quá Vào trong tộc loại tộc quần kia Để thị hiện Hình tướng là phàm phu Nhìn về dấu hình Có vẻ họ là phàm phu Là chúng thần Trên thực tế là chư Phật Bồ Tát sự tình này quá nhiều, quá nhiều rồi. Trong kinh đại thừa giảng là đại quyền thị hiện. Phàm phu chúng ta không nhận thức. Phàm phu không thể nào nhận thấy. Chúng ta ở trong quá trình tu học Làm sao mới có thể không đắc tội nhân Mới có thể tu hành như Pháp Thế thì quý vị phải biết Trong tộc quần của chúng ta Có Phật Bồ Tát thị hiện ở bên trong Ta cũng không biết vị nào là Phật Bồ Tát Ta đều xem mỗi cá nhân như Phật Bồ Tát Chắc chắn không có lỗi lầm Nói thực tại Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở trong quần chúng Là có ý nghĩa Vậy quý vị không được khinh thị Một chúng sanh nào không được thờ ơ với một chúng sanh nào Bạn đừng cho rằng chúng sanh kia làm ác Bồ Tát thị hiện đấy Hình tượng là ác Nhưng tâm không ác Sự thị hiện của Ngài Có dụng ý của Ngài Dụng ý này rất sâu Rất di diệu Chúng ta không có trí tuệ Không nhìn ra Không thể hội được Cho nên Đối với mọi người Mọi sự Mọi vật Nên cung kính Tán thắng Cúng dường mình nên luôn luôn mọi lúc mọi nơi sáng trừ nghiệp chướng chúng ta mới có tiến bộ được nếu không biết đạo lý này chúng ta tu học nếu muốn có tiến bộ nếu muốn có thành tích vậy không phải là chuyện dễ dàng đọc qua nghiêm rồi bình tĩnh suy xét quan sát biết sự từ bi của phật bồ tát biết ân đức của phật bồ tát sự chăm lo của Phật Bồ Tát Đối với chúng ta Thật sự là không chút gì không đến Còn chúng ta Sai rồi Sai ngay cứng luôn Không có trì giá Đội với ân đức của Phật Bồ Tát Mấy may đều không thể hội được Xong Phật Bồ Tát không hề khiển trách chúng ta Không có từ bỏ chúng ta Vẫn là mặt trời mặt trăng soi sáng như cũ Đất đai chuyên chở rộng khắp Không hiềm bỏ chúng ta Ngài hết sức có lòng nhẫn nại Trong đời đời kiếp kiếp Vô lượng kiếp Giúp đỡ chúng ta giác ngộ chúng ta thành tựu chúng ta thế chủ đại biểu cho chúng ta cúng dường chúng ta không biết pháp hỷ sung mạng đoạn thứ tư lấy ví dụ này mà xem quái phật rất nhiều rất nhiều thầy đều như vậy đoạn sau đây nói phật Không nơi đâu không có Không lúc nào không ở Đó là thật Không giả một chút nào hết Hiện nay Tín đồ Thiên Chúa Giáo Tín đồ Cơ Đốc Giáo Cũng nói với ta Thượng Đế trong tôn giáo của họ là vô hình cũng là nói không lúc nào không ở không nơi nào không có cách nói này hay lắm ở trong phật môn xưng là như lai ở bên kia họ xưng là thượng đế danh xưng khác nhau nhưng sự thật là như nhau chỉ cần họ có sự nhận biết này thì giữa tôn giáo với tôn giáo có thể chung sống hòa mục đối đãi bình đẳng có thể hỗ trợ hợp tác giúp đỡ xã hội an định thế giới hòa bình nhân dân hạnh phúc hy vọng sự nhận biết này có thể phổ biến tín đồ tôn giáo của mỗi một tôn giáo Đều có sự nhận biết này rồi Là tốt rồi Đoạn dưới đây Là nói Được lợi ích Thế chủ các tùy tự giải chính là 11 câu mà phần trước chúng ta nói rằng nghe pháp được ít. Đoạn cuối cùng chúng ta vừa mới niệm tổng kết bên ngoài thế giới hoa tạng. Thế giới chư Phật vô lượng vô biên không khác gì giới hoa tạng. Cùng chung thành tựu Một Pháp hội Của Đại Pháp giới Lý Đang trưởng giả Ở chỗ này Đặt một lời vấn đáp Vì chúng ta giải đáp Tại sao đất này động được ngài nói ngài cũng là y cứ điều trong kinh luận đã nói kỳ địa động đại ý hữu ngũ thứ nhất trong pháp hội này có không ít người nghe pháp khai ngộ chứng quả cảm động địa thần quan hỷ hảo hức nên đất này động thứ hai người trí xuất hiện chúng ta nói là như lai xuất thế thứ ba như lai nhập diệt đất sẽ động loại nhân duyên thứ tư thế gian có tài biện đó là điều vô cùng đáng sợ loại thứ năm là khi tu hành chứng quả pháp thị của mình sung mạng Bất luận là loại nào. Đệ tử Phật chắc chắn tôn sùng bậc thầy. Đó là kiến đức lưu lộ trong tự tánh. Duy thần lực của Phật đem hết thảy mọi công đức đều tôn sùng cho đức bổn sư Phật Đà. tiếp theo lại đặt câu hỏi ngài nói hà cố ư thử đoạn trung địa động hưng cúng điều chủ yếu là cúng dường tại sao các thế chủ này vào lúc ấy mọi người đều đến cúng phật giải đáp của Ngài Là từ mở đầu kinh văn đến chỗ này Thuyết minh Sư hội trung Thường tùy Phật chúng Kinh Hoa Nghiêm Thanh Lương Đại Sư Phán làm Chính hội bảy xứ Đó là hội thứ nhất Lý trưởng dạ phán là Mười hội mười xứ Hội thứ nhất Nơi thứ nhất là Bồ Đề Tràng Hoàn toàn giống nhau Không có nghi bàn Chúng thường theo Phật trong sư hội. Là đương cảnh chi nội thần thiên chúng. Chúng ta xưng họ là tạp thần chúng. Cũng như Như Lai sư tử bửu tòa lý diện. Cổ kim chư Phật đồng nhân chúng Phần trước chúng ta đều đọc qua Bửu tòa của Như Lai là gì? Bửu tòa là hư không Pháp giới Cho nên loại đại chúng này Không phải là biến hóa Đều là tu hành chứng quả thật sự từ trong bửu tòa Như Lai Tương ra bửu tòa Tương ra là biểu pháp bửu tòa là nơi chúng giảng kinh của Như Lai thuyết minh các đại chúng này các bồ tát này nghe pháp được ít tu hành chứng quả từ trong đó tuôn ra còn có bồ đề thọ nội lưu quang chúng loại này cũng khai ngộ cũng chứng quả luôn là cảm ngộ từ trong hết thảy mọi sự Kiến thọ thi thiết Của Phật Đà Lời ấy Các vị đồng tu nghe rồi Không qua dễ dàng sáng tỏ Chúng ta phải theo hoàn cảnh hiện thực mà nói Trong biểu tòa này Chúng đồng nhân chư Phật xưa nay Là điều vừa mới nói Phật Ở nơi này giảng kinh thuyết Pháp Họ là thính chúng Nghe kinh khai ngộ Tu hành chứng quả rồi Là loại đại chúng này Chúng tu ánh sáng bên trong Cây bồ đề là chỉ cho loại nào Kiến thọ trong đảo tràng này Thọ là thọ lập Là kiến thọ Kiến thiết đảo tràng này Kiến thiết giảng đường này Trong đó có rất nhiều nhân viên công tác Hiện giờ chúng ta thường nói là nghĩa công Những nghĩa công này Là vì đại chúng phục vụ Phục vụ lâu năm Quân tu lâu năm Họ mặc dù không ngồi ở giảng đường nghe kinh Nhưng chăm sóc Ở xung quanh Đó chính là Chúng lưu quan Bên trong cội bồ đề họ ờ, chỉ cần thành tâm thành ý giúp đỡ đại chúng phục vụ tùy duyên nghe pháp nghe lâu rồi họ cũng khai ngộ họ cũng tu hành chứng quả đó là thuộc về hộ pháp hoàng pháp và hộ pháp đều được lợi ích Cũng như đằng cuối chúng ta đã nhìn thấy Như lai cung điện nội đại bi chúng Những điều này hết thảy đều là bên trong phạm di đạo tràng này hoặc giả là trong cõi giáo hóa của tôn Phật này là nói về các đại chúng này. Các đại chúng kết bên ngoài hoa tạng đó chính là Phật Đà giáo hóa ảnh hưởng đối với bốn phương tám hướng. Trong Phật Pháp nói mười phương còn có phương trên phương dưới sự lan tỏa ảnh hưởng của ngài hiện đại chúng phương xa không phải trong cõi nhìn thấy nghe được đều chịu được cảm động kim rằng đến chỗ này đó là một đoạn lạc sau đó phật tự vẽ mặt tỏa sáng triệu tập đại chúng của thế giới phương khác cũng đến tham gia pháp hội này lý trưởng giả ở chỗ này nói rất hay Ngài nói đó là Vô tự tha trung tha giả Chúng ta đổi cách nói khác Là sự sai biệt Bên trong vô sai biệt Ý nghĩa này ta phải năng thể hội được Vô sai biệt là nói về tự tánh. Tự tánh không có sai biệt. Sai biệt trong vô sai biệt, sự sai biệt ấy là nói hiện tượng. Hay nói cách khác, tướng có sai biệt, tánh không sai biệt. Sự có sai biệt, lý không sai biệt. Chúng ta không thể không hiểu được chân tướng sự thật này. Chúng ta muốn khế nhập pháp giới. Cũng tức là muốn minh tâm kiến tánh. Thì không thể không hiểu đạo lý này. Cho nên tâm tánh là bình đẳng. Tâm tánh là thanh tịnh tuyệt diệt Đức dụng của tâm tánh Là diễn diễn làm lợi ích chúng sanh Hiện tướng của tâm tánh Hình tướng hiện ra Dĩ viễn là Vì tất cả chúng sanh phục vụ Cũng tức là nguyện thứ ba Trong mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Quảng tu cúng dường Cảnh giới của quảng Có bao lớn Tận hư không giới Tận pháp giới Tất cả quốc độ Chư Phật bằng số di trần Mười phương ba đời Trong mỗi một quốc độ Phật Lại có Chúng sanh vô lượng vô biên Đó là đối tượng phục vụ Phạm vi phục vụ Của một người tu hành giác ngộ chân chánh bạn nghĩ có bao lớn cho nên người tâm lượng nhỏ thì không được người tu hành không thể không mở mang tâm lượng Tâm bào thái hư Lượng chưa xa giới Chỉ có chúng sanh không có mình Bạn mới có thành tựu được Bạn mới có thể có chỗ ngộ Bạn mới khế nhập được trưởng giả ở sau có mấy câu nói cũng rất hay dĩ chân pháp tánh trần sát phổ chu nhất sát na chi trung tam thế đồng tệ mấy câu này nói vô cùng hay chúng ta nên học ở trong đời sống thường ngày xử sự, sự đãi người tiếp vật phải dùng chân tâm chân tâm là gì tâm lợi ích chúng sanh là chân tâm tâm lợi ích bản thân là vọng tâm chân thật đến mức độ nào tâm lợi ích kia phải bao hàm được hư không pháp giới Nói từ trong không gian này Nói từ trong thời gian Một sát na Bằng với ba thời Quá khứ vô thủy dị lai vô chung Bạn xem tâm này thuần biết bao Không chỉ là quảng đại Thuần tịnh Thuần thiện Đến tột đỉnh Đó là Điều chúng ta không thể Không cẩn thận thể hội không thể không chăm chỉ học tập. Bước đầu của học tập. Trong kinh Đại thừa thường giảng là tối sơ phương tiện, chúng ta làm kể từ đâu? Trong kinh luận Đại Thừa Phật dạy cho chúng ta Làm kể từ phát tâm Bạn còn không làm Thì dạy bạn phát tâm trước Phát Bồ Đề Tâm Chúng ta ngày nay đã nói là Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Đó chính là bồ đề tâm Phải làm kể từ chỗ này Đại Bồ Đề Tâm Biểu hiện ở trong sự tướng Chính là Nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên Niệm Phật niệm phật là công đức viên mãn không niệm phật thì công đức của bạn rất khó viên mãn sự viên mãn ấy cần thời gian rất dài rất dài thực hành như vậy chúng ta hoàn toàn là tùy thuận giáo nghĩa Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng Thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát Quy hướng về cực lạ Cho nên hai chữ niệm Phật này Là tùy thuận Hoa Nghiêm học Phật Chắc chắn phải tin tưởng nhân quả Nhân quả là chân lý của thế xuất thế gian Tất cả chư Phật như lai đều không thể làm trái lại không những thế pháp không ra khỏi định luật nhân quả mà phật pháp cũng lại như vậy cho nên trong phật môn có câu nói giảng pháp dai không nhân quả bất không người thời xưa bất luận họ học phật hoặc là không học phật Đại khai từ nhỏ Đã tiếp nhận nền giáo dục nhân quả Cho nên ở trong một đời Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác của họ Họ đều sẽ đắn đo cẩn thận Vì sao họ biết trong thiện nhân được thiện quả Nếu mà tạo tác nhân bất thiện Trong tương lai nhất định sẽ thọ quả báo không như ý Chính họ sẽ tự ước thúc mình Mọi lúc, mọi nơi Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật Tự nhiên họ sẽ đáng đo cẩn thận Đạo lý nằm ở ngay đây Trưởng giả nói với chúng ta Bộ kinh này Tóm lại có sáu trùng nhân quả thứ nhất từ phẩm thế chủ diệu nghiêm phẩm kim này chúng ta ngày nay nói viên mãn rồi cho đến phẩm hoa tạng thế giới điều này tóm lại có năm phẩm kim thuyết minh sư thành chánh giác Hiển thị Ngũ dị hành môn bảo đắc Cập thị hiện nhập pháp Nhất trùng nhân quả Đi xuống nữa Tỳ lô giá na phẩm thì cổ Phật nhân quả Phật thuyết đoạn kinh này Là Dẫn cổ chứng kim Thuyết minh Phật Phật đạo đồng Nhân quả chẳng dối Thứ ba từ đệ nhị hội phổ quan điện Hiển thị thập tính nhân quả Vậy chúng ta chỗ sơ học nhập môn Thứ tư từ tu di chi đảnh trực chỉ ly thế gian phẩm Đoạn kinh gian này rất dài Là trung tâm của giáo học Kinh Hoa Nghiêm Hiển Bồ Đề Chứng tu nhân quả thứ năm phẩm nhập pháp giới đó là cuối cùng thuyết minh cổ kim bổn pháp bất tư nghị nhân quả thử thị nhất thiết chư phật cộng sở thừa tông. Nguyên lý, nguyên tắc tu nhân chứng quả của tất cả chư Phật. Nguyên lý, nguyên tắc này là nhất thiết Phật chi bổn thể không phải riêng phật có mà tất cả chúng sanh cũng có hoàn toàn tương đồng với chư phật như lai những gì chư phật như lai có không hơn chúng sanh một chút nào Chúng sanh xoay dưới chư Phật cũng không thấy mình ít hơn ngày một chút nào. Chỉ là chúng sanh mê rồi. Là có nhưng họ mê mà chẳng giác. Thế thì không còn cách nào nữa. khi mê rồi không có mất đi có vẻ giống mất thôi gọi là mê mất sau khi giác ngộ có vẻ như có được kỳ thật là vốn có chứ không phải bạn có được gì thật sự đâu Kinh văn phẩm Nhập Pháp giới Có hai phần Hai bộ phận Bộ phận ở sau Là 53 lần tham học Thiện tài đồng tử Giới 53 vị thiện hữu làm hội chủ. Là nói điều gì? Tiếng tu nhân quả. Sự tu hành này là chân tu trải sự luyện tâm nêu cảnh giới của tất cả chúng sanh bạn không đích thân lướt qua làm sao có thể thành tựu trí tuệ và đức hạnh của chính mình được bạn đích thân lướt qua mọi kiểu thấy rõ mọi kiểu không mê đó là trí tuệ khi lướt qua tâm của bạn có thể đem giữ được chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Không phân biệt, không chấp trước. Đó là chân công phu. Tu hành chính là tu điều này. Đó là gì? Đó là đại viên mãn của giới định. Cho nên, trái sự luyện tâm không phải vì điều gì khác, thành tựu giới định trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thành tựu thập ba la mật, cứu cánh viên mãn. Thành tựu thập đại thể nguyện cứu cánh viên mãn của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong kinh này, trước sau nói Thập Ba La Mật. Tổng cử Giải hành chứng Tu nhân quả Thanh Lương Đại Sư Đem nó phán làm Tính giải hành chứng Hai câu cuối tổng kết hay lắm Lệnh sử khải mông dị giải Bất trệ kỳ công Hai câu này nói hay lắm Khải mông dị giải, rốt cuộc là đối với ai? Người có căn tánh viên đúng, Kinh hoa nghiêm là khải mông, Kinh hoa nghiêm lại là viên mạng. Chính là trong Phật môn thường nói rằng. Duyên nhân thuyết pháp Vô pháp bất duyên Duyên nhân tu pháp Cũng là vô pháp bất duyên Bạn chỉ cần là Người có căn tánh duyên giáo Thì bạn có thể từ chỗ này khải mông Khải mông từ phẩm thế chủ diệu nghiêm đến phẩm nhập pháp giới viên mãn viên giáo cho nên chúng ta nên đem chính mệnh bồi dưỡng thành căn tánh của viên giáo phẩm thế chủ diệu nghiêm của kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm Hôm nay giảng xong rồi Một phẩm kinh này Tóm lại Có năm quyển kim văn Chúng ta Quả thật Đã nói suốt thời gian rất dài nói rất chi tiết trên thực tế mà nói giảng rất lôi thôi nói nhảm không ít thuyết pháp này vào thời xưa là điều không cho phép không phải là một cách giảng hay Nhưng vào ngày nay Nếu không lãi nhảy như vậy Thì không người nào có thể nghe hiểu được Có người thời xưa quả thật Tập nhiễm phiền não nhẹ hơn người hiện đại chúng ta hiện căn phước đức dày hơn con người chúng ta thời nay đó là thật cho nên người bình thường đều có tánh ngộ mặc dù không thể nào nói nghe một biết mười nhưng chỉ ít người nghe một có thể biết hai biết ba ở trong xã hội quả thật cũng không ít chúng ta nhìn xem chúng sanh trong xã hội hiện đại chẳng như thuở trước người nghe một biết một đều không nhiều Trong đó có không ít thiểu số người Lắng nghe kinh pháp Đem ý nghĩa hiểu sai Hiểu lầm Ở trong thính chúng ngày nay Không ở thiểu số Cho nên có một số đồng học Thường hay đến tìm ta hy vọng ta đem kinh này giảng kỹ giảng cho càng rõ càng hay vì sao nếu không phải giảng như vậy họ nghe không hiểu thể hội không được ý nghĩa ta nghĩ xem đó cũng là chân tướng sự thật hồi trước đây lão cư sĩ lý bỉnh nam khải giảng hoa nghiêm tôi đã nghe một quyển quyển thứ nhất trong phẩm thế chủ diệu nghiêm đại khai thầy đã nói bao nhiêu tiếng hai mươi mấy tiếng lão dân gia ngại một tuần giảng một lần mỗi thứ tư ở từ quan đồ thư quán đài loan một lần hai tiếng Đồng thời có phiên dịch tiếng đài Cho nên trên thực tế là một tiếng Một năm sử dụng 45 tuần Thầy cho nghỉ gặp dịp Tết Thầy nói cách khác Một năm chỉ giảng có 45 tiếng Cho nên Một quyển kinh không đến ba chục tiếng Tôi hiểu rồi Tôi nghe mến bạch rồi Tôi biết Phần đầu kinh hoa nghiêm Tóm lại Có kinh văn 11 quyển rưỡi Toàn là giảng nghĩa thú biểu pháp Nếu có thể minh bạch nội dung của đoạn kinh này Là thông hiểu toàn kinh rồi Phần trước hoàn toàn là hiện tướng Hôm nay nói là hình tượng của Phật Bồ Tát Bạn hãy thấy cũng không minh bạch hay sao? Kinh văn dưới đây Tóm lại Có 38 phẩm Là bạn ở phần đầu hiện tướng Bạn nhìn không minh bạch Xem không hiểu Lại giải thích chi tiết cho bạn mà thôi Bạn muốn xem hiểu Đằng sau vẫn cần giải thích sau Không cần thiết tiếp theo phẩm thế chủ diệu nghiêm chính là phẩm như lai hiện tướng trong đó tu nhân chứng quả đặc biệt là Điều Lý trưởng giả nói Lệnh sử khải mông dị giải Bất trệ kỳ công Do vậy ở phần trước Tôi nhắc đến Làm sao Bồi dưỡng chính mình Trở thành một căn tánh của Duyên giáo Chúng ta bèn có thể Tiếp nhận đại pháp viên mạng. Nếu không phải căn tánh viên giáo thì bạn nghe qua kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến đuôi là nghe suông. Tại sao bạn không được thọ dụng? Bạn nghe rồi rất quan hỷ, cũng có chút cảm động nhưng không làm được. Không thể làm trò Phật ở trong kinh thường giảng Chúng sanh có năm loại căn tánh Loại thứ nhất là căn tánh viên đúng Loại thứ hai là căn tánh đại thừa Căn tánh tiểu thừa Căn tánh thanh văn Căn tánh nhân thiên Chúng ta rốt cuộc thuộc về căn tánh nào chúng ta ngày nay nói lão thật càng tánh dân thiên cũng không hợp lệ nếu là người có càng tánh dân thiên thì họ nhất định là hảo đức hảo thiện Nho già nói là Ngỗ Luân Bác Đức Họ quan hỷ Cả đời họ Đều có thể tính thủ Không làm trái Đó là căn tánh nhân thiên Thử nghĩ đi Chúng ta đối với luân lý đạo đức Có lòng quan hỷ ấy không? Có dục vọng ưa thích đó không? Nói có thì tôi cũng có Tôi nghe rồi trong lòng cũng rất quan hỷ Nhưng làm không được Giống như du tịnh ý vậy cái gì niệm du tình ý ngộ táo thần ký đi đích thực chúng ta bây giờ rất giống du tình ý du tình ý bị táo thần đánh một gậy cho tỉnh ông quay đầu rồi trước đây làm giả sau khi bị một gậy đánh cho tỉnh Ông làm thật Nên lập tức được Phước báo nhân thiền Đích thực là Nhân quả báo ứng Chuyện cảm ứng đạo giao Mấy may không sai Dư tịnh ý ngộ táo thần ký Chúng tôi quá khứ cũng từng nói qua Nhưng vấn đề đến rồi Chúng ta là vô tịnh ý Nhưng không gặp được táo thần Không có người đánh thức chúng ta diễn diễn ở trong mê hoặc Làm những chuyện tợ phải mà không phải cứ như vậy hoài để thực là tự cam đọa lạc quả báo giống như táo thần nói ác hẳn vào tam đồ nếu muốn cầu phật bồ tát thiện thần đến giúp đỡ chúng ta mộng tưởng thôi bạn chỉ là một kẻ đang mong cầu Vì dục vọng tự tư tự lợi không có cảm ứng chư phật bồ tát thiên địa thiện thần sẽ không thỏa mãn tư dục của bạn sẽ không đến làm chuyện này đâu. Chư Phật Bồ Tát tất cả thiện thần họ sẽ giúp thệ nguyện của quý vị, nếu thệ nguyện của quý vị là gì, lợi ích chúng sanh là gì lợi ích xã hội. Tương đồng với nguyện của họ, họ mới đến giúp đỡ quý vị. Quý vị thỏa mãn dục vọng tư nhân của mình, họ làm sao đến giúp đỡ quý vị được? Không thể nào. Cho nên chúng ta muốn bồi dưỡng mình trở thành căn tánh viên giáo trước hết. Quý vị phải biết duyên nhân là như thế nào. không có gì khác tâm lượng của viên nhân lớn khởi tâm động niệm lợi ích hư không pháp giới đó là duyên nhân tương ứng giới kinh hoa nghiêm Khởi tâm động niệm Không phải vì tận hư không biến pháp giới Đó không phải là duyên nhân Khởi tâm động niệm vì thế giới xa bà Vì thế giới hoa tạng Nói cho các vị đó là người can tánh đại thừa Chứ không phải can tánh duyên đúng Tâm lượng ấy cũng kể là khá lắm. Thế giới hoa tạng. Lớn hơn thế giới xa bà. Chúng ta tương lai xem đến phẩm thế giới thành tựu thì bạn sẽ thấy rõ Thế giới xa bà Thế giới cực lạ Đều ở tầng thứ 13 Của thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng tổng cộng có 20 tầng Đó là đại thế giới Tâm lượng lớn đến vậy không phải duyên nhân. Cho nên tâm lượng không mở mang làm sao được? Khởi tâm động niệm cảnh giới kia nhỏ hẹp đến thế. Không có cách gì. Người tâm lượng quá nhỏ, dù là học Hoa Nghiêm Cũng không ra khỏi Tam giới lục đạo Vì sao Tâm họ chỉ có lớn bấy nhiêu Dù sao Quý vị cũng phải nhớ Một câu danh ngôn Chỉ lý Của Đức Thế Tùng Ở trong Kim Giáo Nhất thiết pháp Tòng tâm tưởng sanh Phạm vi tâm tưởng của chúng ta Có một chút chút lớn vậy Học qua nghiêm Cũng tùy theo tâm lượng nhỏ của bạn Mà thu nhỏ luôn cảnh giới qua nghiêm rồi Đó không phải là qua nghiêm đích thực Đó là giả Dùng lời của thiên thai gia mà nói Là danh tự qua nghiêm Quý vị học Hoa Nghiêm là học Hoa Nghiêm về danh tự Chứ không phải phần chứng Hoa Nghiêm Không phải cứu cánh Hoa Nghiêm Dùng danh tự của Thiên Thai Gia nói Dễ hiểu lắm Dễ thể hội lắm tâm lượng lớn một chút nữa. Khởi tâm động niệm nghĩ đến toàn bộ thế giới. Mọi người chúng ta cùng chung sống ở trên địa cầu này. Hy vọng hết thảy mọi sinh vật trên địa cầu, không những là người. Trên địa cầu còn trú rất nhiều động vật. Nó cũng là một phần tử trên địa cầu. Hoàn toàn bình đẳng với chúng ta, quyền lực là bình đẳng, nghĩa vụ cũng là bình đẳng. Mọi người chúng ta nên đối đại bình đẳng chung sống hòa một tâm lượng này học hoa nghiêm là gì quán hành hoa nghiêm có thể được một phần lợi ích của hoa nghiêm không lớn nếu tâm lượng của chúng ta mở mang thêm nữa chúng ta không chỉ phục vụ vì đĩa cầu này mà quan tâm yêu thương nó chúng ta đem tâm lượng này mở mang mở mang đến hệ mặt trời mở mang đến hệ ngân hà mở mang đến tam giới lục đạo thế giới xa bà được Phật nói ở trong kinh có thể đem tâm lượng mở mang lớn đến vậy khởi tâm động niệm đều nghĩ đến chúng sanh chính pháp giới của thế giới xa bà Tâm lượng như vậy mà học hoa nghiêm Nói cho các vị là hoa nghiêm tương tự Vẫn không phải là thật Tâm lượng vẫn phải mở mang Mở mang đến thế giới hoa tạng Được nói trong kinh này Trong một thế giới hoa tạng Đích thực có Cõi đất chư Phật Vô lượng vô biên Như cõi đất xa bà Mà Đức Thế Tôn nói cho chúng ta Thế giới cực lạc cũng là cõi đất Đều ở tầng 13 Tầng 13 có bao nhiêu cõi đất Phật ở trong Kim Di Đà giảng cho chúng ta Thế giới Tây Phương ở đâu từ tây phương của thế giới chúng ta qua 10 muôn ức quốc độ Phật, 10 muôn ức chính là 10 muôn ức cõi Phật, cõi đất. Cõi đất của mỗi một tầng đều là vô lượng vô biên. Thế giới cực là cách chúng ta rất gần, không xa. tâm lượng như vậy học qua nghiêm ấy chính là phần chứng tức dị không phải cứu cánh viên mãn cứu cánh viên mãn được tận hư không biến pháp giới bên trong đó cực di trần số vô lượng vô biên cực di trần số qua tạng thế giới hải trong mỗi một thế giới hải, chư phật bồ tát chúng sanh chín cõi vô lượng vô biên là đối tượng phục vụ của ta, là đối tượng tôn trọng của ta, là đối tượng kính yêu của ta, là đối tượng lễ kính của ta, là đối tượng xưng tán của ta, là đối tượng cúng dường của ta. Không gian này là không gian hoạt động của ta Vậy mới là Càng tạnh viên đốn Cứu cánh viên mãn Cho nên Nếu quý vị không đem tâm lượng mở mang Quý vị xem không hiểu kinh hoa nghiêm Quý vị không thể thể hội được. Nghĩa chân thật mà Như Lai đã nói. Cho nên chúng ta ở trong phẩm đầu đọc được là Thế chủ của thế giới hoa tạng. Bây giờ chúng ta xem phẩm thứ hai, phẩm Như Lai Hiện Tướng thứ hai. Thanh Lương Đại Sư giải thích với chúng ta phẩm này trở về sau là phần chánh tông của kim hoa nghiêm những điều phần trước giảng là phần tựa phần tựa của kim hoa nghiêm dài đó là đại kim tương thích thử phẩm tứ môn phân biệt giới thiệu phẩm kinh này cho chúng ta trước lúc chưa giới thiệu kinh văn làm một tổng thuyết trước chia thành bốn đoạn lạc để giới thiệu đại ý của toàn phẩm giống như chúng ta giảng kinh trước khi giảng kinh giảng quyền nghĩa thông thường dùng phương thức ngũ trùng quyền nghĩa của thiên thai Giới thiệu trước Đại Ý Toàn Kinh Thanh Lương Đại Sư ở trước mỗi một phẩm Trong bộ Đại Kinh này Nhất định giới thiệu trước Đại Ý của phẩm này Đoạn thứ nhất nói Lai Ý Chính là phẩm này làm sao có Trong nó chia thành hai đoạn thứ nhất là phần lai like. thứ hai là phẩm lai like. phần là ba phần phần tựa phần chánh tông phần lưu thông từ phần mà nói đó là thuộc về chánh tông Do trí ký chương Chánh tông nghi hiển Cổ thứ lai giả Phần tựa ở trước Là nói Nhân do Phát khởi Của kinh Hoa Nghiêm Đoạn này Đã nói ra rất rõ ràng Rất minh bạch rồi Tiếp theo đương nhiên Phải giảng phần chánh tông Trong ba phần Phải nói phần chánh tông Cho nên phần chánh tông là đến tiếp theo Trong bốn phần ngày thanh lương đem toàn kinh chia thành bốn phần phần thứ nhất giảng giáo khởi nhân duyên thứ hai là phải thuyết minh thuyết pháp nghi thức giáo khởi nhân duyên chính là phẩm thế chủ diệu nghiêm ở trước giảng cho chúng ta giáo khởi nhân duyên pháp hội hoa nghiêm là làm sao có nguyên nhân gì có trước đã thuyết minh rồi tiếp theo rồi. ở trong phần chánh tông mới mở đầu nhất định phải thuyết minh nghi thức thuyết pháp trước cho nên phẩm kinh này có tiếp theo đó là nói phần Ba phần hoặc là bốn phần Thứ, Thứ hai tôi 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 tôi. giới thiệu tiếp phẩm lai like. Phẩm là phẩm loại Trong đó có hai ý nghĩa Phẩm phần trước Thuyết minh chúng tập tụ hội đại chúng từ mười phương thế giới đến tham gia pháp hội đều cùng đến đủ thính chúng trong pháp hội giảng kinh đều tề tự hiện tại phải hiển thị hiển nghi hiện tướng Tướng của Phật hiện Làm khơi lên Nghi tình của đại chúng Sau khi thấy rồi đối với nội dung ý nghĩa trên thực tế không hề liễu giải kỳ thật những điều này hết thảy đều là đại quyền thể hiện Thứ hai Phần trước nói là cựu chúng Đều là Đại chúng Thường hay tiếp cận với Phật Chúng ta nói một số thính chúng bản địa Điều này thì các vị dễ hiểu hơn Ở trong phẩm này Chúng ta nhìn thấy Có rất nhiều thính chúng mới đến Thính chúng của Bốn phương tám hướng đến Chứ không phải bản địa Thính chúng của Bốn phương tám hướng đến Cho nên đến tiếp theo Bốn phần của Ngài Thanh Lương Phần thứ nhất Là cử quả khuyến lạc sanh tính phần đó là hội thứ nhất hội thứ nhất có sáu phẩm kim phẩm thế chủ diệu nghiêm là phẩm thứ nhất phẩm như lai hiện tướng thuộc về phẩm thứ hai đến tiếp theo đó là nói nguyên nhân đến tiếp theo của một phần này một phẩm này đoạn dưới đây giải thích cho chúng ta thích danh nói phần trước phần danh chánh tông giả chánh trần tông chỉ giảng tự lưu thông Chính thức phải thuyết minh Tông chỉ của bổn kinh Tông chỉ là gì? Là lý luận và phương pháp của tu học Phải chính thức thuyết minh với chúng ta Chúng ta ở trong những kinh văn này Thông qua học tập đoạn nghi sanh tín đạo lý minh bạch rồi những đạo lý ấy biến thành tư tưởng và kiến giải của chính chúng ta phương pháp sáng tỏ rồi phương pháp biến thành hành vi đời sống của chính chúng ta vậy thì được thọ dụng Như vậy mới có thể nhập cảnh giới Phật Ở trong bốn phần đó Vẫn là thuộc về Cử quả khuyến lạc Sanh tín phần Phải gì chúng ta nói ra Y chánh tra nghiêm Của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Y báo là nói hoàn cảnh sinh hoạt của Ngài Chánh báo là nói thân thể của Ngài Vì chúng ta giới thiệu Hoàn cảnh sinh hoạt và dạy học của đức phật tỳ lô giá na công tác của phật chúng ta phần trước lại thuyết minh nữa nói bằng lời hiện đại chính là làm việc theo công tác giáo dục đa nguyên văn hóa bạn nhìn xem công tác của ngài nhìn xem xuyên hoạt của ngài Hoàn cảnh giáo học của Ngài Phạm vi giáo học của Ngài Là tận hư không biến pháp giới Chẳng phân quốc độ Đại thế giới, tiểu thế giới đều chẳng phân Chẳng phân tộc loại Đối xử như nhau Thật sự làm được Chân thành thanh tịnh bình đẳng Làm ra cứu cánh Viên mãn để cho chúng ta thấy Khiến chúng ta ở trong này sanh tín tâm Sanh lòng mong cầu Tôi cũng hy vọng giống hệt với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Đem quả báo phô bày để cho quý vị thấy Xem quý vị có tin tưởng không Cho nên Phật thuyết Pháp Tuyệt không phải nói tu nhân trước Sau đó lại nói chứng quả Điều ấy khó lắm chướng sanh không dễ dàng chấp nhận chỗ thù thắng của phật là đem quả báo thị hiện cho quý vị thấy trước rồi sau nếu quý vị có thể phát tâm được chúng tôi dạy quý vị thật ra các đời tổ sư đại đức họ đều học hiểu chúng ta có thể quan sát ra được hiện tại nhìn không ra vì sao đảo tràng thời xưa đều bị phá hoại rồi trước đây chúng ta thường nói linh sơn non nước này có linh khí người thời nay gọi là từ trường từ trường cực tốt luôn người trung hoa nói là phong thủy phong thủy này tuyệt đẹp người xuất gia ở nơi đó xây đảo tràng đảo tràng được xây phong thủy tuyệt đẹp sau khi người đến bên đó thì tâm tình tự nhiên dễ chịu đích thực phiền não nhẹ trí tuệ trưởng họ hết sức hâm mộ đối với nơi này thị tướng nhìn xem người xuất gia du nhàn tự tại Bàn chuyện với họ Nhận được rất nhiều ít lợi Họ đích thực khác với người trong thành thị Khí chất hoàn toàn khác nhau đó là gì thị tướng thì cùng một ý nghĩa giới ở đây nói thì lô giá na phật trước thế đem y chánh trang nghiêm bày ra để cho quý vị thấy đó chính là phương pháp xảo diệu nhiếp thọ chúng sanh chúng ta ngày nay phải nói phật dạy hay làm sao người thế gian phải nên tiếp thu đối với thế giới có những điều gì hay điều hay ở đâu miệng bạn nói không được Đặc biệt là xã hội hiện tiền Xã hội hiện tiền Người nói dối rất đông Quý vị miệng đắng lòng thương Nói thế nào Người ta nghe rồi Dạ dối Thật ở chỗ nào đâu Được Thế gian đâu có người tốt chứ Làm bộ chứ không phải tốt thật đâu hắn có âm mưu hắn có mục đích hắn ở đây mua danh chuốc tiếng thôi người ta dùng loại tâm thái này để nhìn quý vị nói thực tại loại tâm thái này thì người thời xưa có nhưng ít Thời hiện đại quá phổ biến Giáo hóa của cổ thánh tiên hiện Nếu muốn thúc đẩy ở thế gian này Thật muôn vàng khó khăn đấy Xong làm thế nào Khó vẫn phải làm Không thể nói khó Thì chúng ta không làm Thế thì sai rồi Làm sao có thể đoán trừ nghi hoặc của đại chúng Thế thấy mọi bình luận Đều không cần để ở trong lòng Người ta tán thán quý vị Quý vị đừng thích thú vì sao? Chúng ta làm không đủ tốt Người ta tán thán thái quá rồi Tán thán là một loại khích lệ cho chúng ta Một loại cảnh báo cho chúng ta Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm càng tốt hơn Đừng cô phụ người khác Lời hủy bán của người khác Chúng ta tiếp nhận Quan hỷ tiếp nhận Vì sao họ hủy bán là thật ta làm không tốt Ta Nhưng phải nên tiếp thu phê bình phê. Ta từ trong phê bình Ngày ngày tư duy Sửa lỗi tự lành Nghĩ ngợi chư Phật như lai Phá thân Bồ Tát Tại thế gian này vẫn bị người khác phê bình Chúng ta bị người khác phê bình Làm sao đủ chê trách chứ Hiện tướng vĩnh hằng Họ nói ta làm bộ làm tịch Ta đóng suốt cả đời Không phải biến thành thật hay sao làm bộ đến chết cũng không thay đổi, đời sau vẫn làm bộ, đời đời kiếp kiếp đều làm bộ. Thế là đúng rồi. Chỉ cần mình không có tư tâm. Chỉ cần mình từng tí, từng tí đều vì tất cả chúng sanh. Hiện tướng là giáo hóa chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh. khóa đầu tiên bạn nói xem ý nghĩa này sâu biết bao cử quả khuyến lạc sanh tính phần cho nên chúng ta nếu không bày ra hình tướng này thì hoằng pháp lợi sanh khó rồi bạn đem gì để hoàng dương phật pháp Chúng ta ngày nay phải thị hiện là tướng gì? Ở đây là cho chúng ta một khải thị. Hiện tướng ác cần phải khỉ cự. Chúng ta trước hết phải nhìn xem tướng chúng sanh của thế gian hiện tiền này tướng của y báo tướng của chánh báo sau đó thì tự mình rõ ràng rồi tướng này họ thể hiện không tốt tướng kia không phải chánh đạo Thì tướng của chúng ta hiện là gì? Tướng của chúng ta hiện Là phải để chính họ từ từ Thể hội được, giác ngộ được Đi theo chánh đạo Chánh đạo là gì? Phật đạo, Bồ Tát đạo Tướng mà Phàm Phu hiện tại đã hiện Là ba đường ác Chúng ta phải hiện tướng gì? Nhắm vào những thói xấu của họ. Họ có lòng tham, tham mà không chán. Chúng ta phải thể hiện vô tham. Một mảy mây lòng tham với tất cả pháp thế suốt thế gian đều không có điều này phải làm ra để cho người thấy người thế gian có lòng sân khỏe chúng ta phải thể hiện lòng từ bi tương phản với họ người thế gian ngu si không có năng lực phân biệt thị phi thiện ác không có năng lực phân biệt chân giọng lợi hại chúng ta phải thể hiện chúng ta có năng lực phân biệt mọi người mọi sự mọi vật hệ tiếp xúc thì biết được tánh tướng lý sự nhân quả rõ ràng minh bạch chúng ta phải thể hiện tướng này mới có thể lo giúp được người hiện nay bất hiếu cha mẹ bất dưỡng người già ghét bỏ người già thì quý vị nghĩ xem chúng ta nên hiện tướng gì làm sao giúp đỡ họ hoặc là giúp đỡ họ rõ ràng hoặc là ngụ ý cho họ giúp đỡ họ giác ngộ giúp đỡ họ quay đầu chúng ta định thế gian này làm ngành nghề này mặc phục trang này chính là để làm chuyện này nếu bạn sợ khổ thì bạn không lo giúp nổi Bọn họ sợ khổ Chúng ta không sợ khổ Nếu quý vị thực hiện không sợ khổ Chịu đựng khổ quan hỷ thọ khổ Phải thực hiện cho họ thấy Sau khi họ thấy nhiều rồi vốn là chịu thiệt vốn là chịu khổ Đằng sau có việc tốt biết bao Người thế gian Có người nào không ham đòi hưởng thụ Họ có phước báo lớn bao nhiêu Thế gian người làm đế dương trước đây Thế gian này Bây giờ quý vị xem Có rất nhiều người lãnh đạo Của các quốc gia khu vực Chúng ta biết rõ Trong đời quá khứ Tu chứa phước báo lớn Càng là quốc gia lớn Thì phước báo họ tu chứa Bao nhiêu đời Phước ừ, báo lớn tích lũy Vô cùng đáng sợ Họ không thân cần Thiện tri thức chân chánh Từ nhỏ không học lời dạy Của thánh hiện Hai ba mươi năm hưởng xong có người thì ba bốn mươi năm dài hưởng xong Ngắn thì bốn năm năm, bảy tám năm, mười mấy năm hưởng xong rồi Thật sự đáng tiếc tại sao có hiện tượng này được nói thực tại đệ tử phật không có hiện hảo tướng cho người thế gian thấy khiến tất cả người thế gian nhìn thấy người học phật mê tín những con sâu ký sinh của xã hội phải nên tiêu diệt chúng nó chúng ta làm đệ tử phật hiện tướng bất hảo gây nên đại chúng xã hội hiểu lầm không có người học với chúng ta nhìn thấy chúng ta đều sợ hãi Trước kia tôi đến Hồng Kông Nghe các đồng tu ở Hồng Kông Nói với tôi người Hồng Kông rất ghét đầu trọc Họ hết sức chiên kỵ Cho rằng hôm nay ra ngoài gặp phải Một ông hòa thượng xui xẻo quá Nhìn thấy người xuất gia nhổ nước miệng người xuất gia là một trong tam bảo vì sao gây nên hiện tượng này không thể trách họ trách chính chúng ta chính chúng ta hình tướng không tốt đạo lý bất minh cũng nói với người ta không ra thứ gì chịu hết nỗi khuất nhục Xã hội ngày nay có hơi tốt một chút Nếu chúng ta hí hận đắc ý Mê luyến vào trong hưởng thụ ngũ dục luộc trần Thế còn được hay sao? Phật Pháp quá thật Vô cùng nguy hiểm Thật sự là ở bên rìa còn tiếp Hoặc mất luôn sau đó mới biết rằng sứ mạng của chúng ta lớn biết bao chúng ta không thể trì giới không thể chịu khổ phật pháp sẽ tuyệt diệt ở trong đời chúng ta mấy người hiểu được mấy người có thể có cảm giác nguy cơ này ta xem đến phẩm hiện tướng danh sư này hết sức gây sợ ta phải hiện hình tướng gì cho người thấy để cứu dạng chánh pháp hy vọng chánh pháp cửu trụ hy vọng chúng sanh được lợi ích Không gì chính mình Chúng ta nghĩ xem hồi Đức Thế Tôn còn tại thế Ngài thị hiện tướng ba y một bát. Tại sao Ngài phải chịu cay đắng đến giường ấy Làm gương mẫu cho chúng ta Nếu chúng ta không thể chịu khổ đều không thể cam tâm tình nguyện vì tất cả chúng sanh chịu khổ chịu khổ không phải vì cá nhân mà vì tất cả chúng sanh để tất cả chúng sanh nhìn thấy hình tướng này giác ngộ quay đầu chúng ta có lỗi với tất cả chư phật như lai có lỗi với các đời tổ sư đại đức truyền giáo có lỗi với chính mình có lỗi với chúng sanh bây giờ hết thời gian rồi chúng ta giảng đến đây